được ba cây Santoku bản lớn của Masahisa, khắc chữ cả trên cán, lưỡi dài tầm 22. Đây là dấu vân búa bề mặt này. Dùng tay phải. Về được 4 cây. Đã bán một cây, một cây thì hôm vừa rồi họ hàng có công việc mai một trước một cây dao về để làm cỗ khoe với mọi người. Nhưng mà mấy người phụ nữ đem chặt mẻ luôn cây dao, hỏi ra bảo em chỉ thái thôi, em chỉ có thái thôi. Cái thép carbon thì trong quá trình dùng nó sẽ lên một cái lớp màu nó kiểu xanh xanh, tím tím và vàng này, kiểu bảy sắc cầu vồng như vậy. Cái lớp đó là lớp tự nhiên. Thì đặc biệt là khi thái đồ nóng nó sẽ lên cái màu như vậy. Còn cái thép của nó có độ kháng rỉ cao, cao hơn so với thép những cái thép dao của Việt Nam hiện tại. Nó có pha thành phần kháng rỉ. Khoe với anh em một chút, em chỉ thái thôi.